Paris Saint-Germain đang chào đón sự trở lại của cựu thủ quân đội tuyển Pháp Grégory Coupe sau hơn 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đây sẽ là động lực lớn để họ đón tiếp Rennes tại trận đấu ở vòng 34 League One, phát sóng 20 giờ thứ tư trên kênh Plus One.